vô exit nha mọi người. Vô exit là mình chạy cỡ 5 phút là tới dưới chân cầu. Mình sẽ kiếm chỗ rồi mình đi câu cá. Cái này là tới biển rồi, bên phải là biển. Giờ mình bắt đầu chạy vô đường trong, vô cái cầu, mình ra ngoài cầu. Cái này mình gần tới rồi nha, chạy hết đường quẹo trái á, vô là đậu dưới chân cầu á, lên cầu mình câu. Hai bên đường thì rất là nhiều nhà hàng, ăn uống gì cũng có. Tiệm sushi, hamburger, tiệm kẹo, bar, nhiều. Đó, mình sẽ tới cầu rồi đó, mọi người thấy cầu bên tay trái không? Giờ mình quẹo vô. Cái này đậu xe rất là khó nha. Cả 15-20 phút, có khi nửa tiếng mới có chỗ đậu. Bây giờ hên xui mình đợi. Bây giờ thì mình đậu xe rồi, mình sẽ đi ngã này lên cái cầu nha. Tại vì mình có cái wagon đó, mình đem nước ngọt nè, mấy cái đồ áo lạnh nhiều quá nên mình phải đi đường này băng qua cầu. Rồi bây giờ mình đi ngã này, mình lên tới cầu rồi. Tại mình có kéo xe nhiều đồ quá đó, mình đi ngã này có kia cái bậc thang thì không được. Đó, biển San Diego đẹp không mọi người? Cái cầu này mình câu cá ở đây cũng gần 30 năm rồi. Nhiều người ở đây rất là hiền, vui lắm. Ai mà thích tắm biển hoặc là surfer, ở đây sóng rất là mạnh. Thì thường ra tới đây surf đây cũng từ bắt đầu 5 giờ sáng tới 8-9 giờ tối là mới xong. Xa chút xíu không mới có cá, mà hy vọng hôm nay dính câu cá quay sẽ quay phim cho mọi người coi. Hai cả nhà, đây là biển ở California. Mọi người thấy cái nước của nó cũng hơi xanh xanh, cũng rất là đẹp. Mà hôm nay mình sẽ đi ra tới ngoài biển luôn để câu được cá bự nha. Đây là cảnh California, dòng người đang tắm biển. Đẹp không? Đẹp chưa mọi người? Sướng quá. Ở bên đây là không thiếu cái gì, chỉ ngoài là tiền thôi. Nha. Yeah. Sắp tới rồi. Mọi người thấy ông già với con chó không? Đi rất là dễ thương luôn. Nãy giờ đi biển ra, đi bộ được một khúc rồi. Nhưng mà mình muốn ra xa hơn nhưng mà tại vì người ta chặn lại rồi. Đó, mập địch đang chuẩn bị giăng cần câu với lại giăng lều cho nó mát cái đi. Say hi Sushi. So cả nhà mình đã dựng được một cái căn nhà chòi rồi để cho tối nay mình sẽ ở đây chơi đến tối luôn nha, không có sợ bị lạnh hay bị gió gì hết á. Đó, cả nhà mình bây giờ là Sushi với bà Bảy đang ở trong rồi. Bây giờ mình bắt được con nào là mình sẽ thảy vô trong cái thùng liền luôn. Có thùng tí xíu nữa là em sẽ có mồi. Ok, mọi người theo dõi nha. Trời ơi, ăn gì sướng vậy trời. Đi câu cá ăn gì vậy? Chị đi câu cá ăn gì đây? Rồi. Ê mọi người, đây là bắt đầu ngày đầu là có được con cá nhỏ nhỏ nha. Đây là con cá gì vậy? Selena sao gì đó. Selena. Tên đẹp quá vậy. Này đây là có gà cherry đồ nè, kho fish hôm nay ăn, hồi nãy ăn nữa. Cái này không biết đi câu cá hay đi cắm trại nữa ta. Đó, đá nè. Cái này là mình uống lén nha, chứ không phải uống đây nha. Cái này là nước gì á? Nước gì á, trong Asmod bán 2 đồng chai muỗng ngon lắm mày. Có gà nè. Rồi hồi mình sẽ ăn kho fish. Ê, tao đem thùng nguyên này nè. Ê, nãy giờ tiếng hồ câu được một bao kho fish rồi. Đã vậy. Câu ở trong nhà hàng. Nó lẹ. Đó, bên bển câu được một con mà cả lộn. Đó, ngồi nè. Anh với Sushi đang chơi. Bây giờ thì nước đang xuống. Cả một tiếng nữa thì nước ròng sẽ lên. Mình sẽ câu được cá. Giờ hơi sóng hơi nhiều. Giờ gia đình chỉ ngồi ăn uống bia, chơi nói chuyện. Game over.
Bây giờ thì nước đang lên nước ròng, bây giờ mình chỉ đợi câu cá thôi nha. Giờ chỉ đợi cá lên thôi. Thì đâu chơi? Có bao nhiêu cá? Khoan, xếp trà có bao nhiêu cá? Sao lên hỏi cá nhiều à? Đánh lên coi. Quá trời luôn, đầy thùng luôn, sushi đầy thùng. Oh my god. Đó. Ta đóng 2 con, ta đóng 3 con, đây 4 con. Trời. Mẹ sảy. Trời, hai vợ chồng kia hả, đầy thùng luôn á. Ồ. Nhưng mà mấy con cá. Ồ, hai vợ chồng có con cá, có con chó phải không? Dạ. Cá thì không làm, người ta ngồi từ sáng sớm thôi, đi vòng khách sớm hết á. Còn có bán thì ăn không? Chứ không bán thì chứ. Có kêu mẹ mua kẹo không sushi? Có. Đóng cửa hả? Bỏ chân không? Trời. Bắt người ta đi bỏ chân không? Đi dọc nước nữa. Chân banana. Ăn cái nhà không phải đói rồi đó. Nè, ăn đi con. Tội nghiệp quá, nó nặng nặng người ta quậy. Chân quỷ à. Con biết con quỷ tên si quỷ không? Nặng nặng sợ si quỷ. Rồi nhỉ, hai con dính nhau không? Rồi, si quỷ rồi khen rồi. Si quỷ hôm nay luôn nè. Si quỷ. Rồi, quay đi tôm nè. Hai cái dính nhau á. Tôm ở rong biển. Trời ơi, con tôm bự quá kìa. Trời ơi, tôm. Wow, sushi muối gì vậy? Vui vậy. Áo sập con đâu, mặc vô đây. Đó, lạnh với sushi. Wow, fry với nó kia. Ngon quá. Thấy áo trên xe kìa. Sao nó nặng quá vậy? Wow, chúc mừng rồi. Wow, chúc mừng đi. Cho anh giúp viên gỡ ra đi. Đã không? Nó nụ rồi. Ờ. Nó gì rồi? Hai con không? Em có sushi ơi. Hay quá. Wow. What you got, sushi? A macro? Good job, baby. Good job. Wow. Good catch. Ok, bắt bỏ vô thùng nha. Thank you for helping mommy. Ok, can you put in a bucket? Nice. Oh my god. It's very good, Mike. My lamb. You can do it, sushi. You can do it, baby. Good job, baby. Oh. That's easy, huh, sushi? You can do it, baby. Rurian. Rurian, baby. Rurian. Oh. Oh, low, yeah. But work your sushi. Wow. Where is it? Oh, what is it, sushi? Macro? Okay, baba lấy nha. Good job. Good job, sushi. Dính là can. Hey, good job. Giờ câu phá bông nữa nha, đã không? Đó. Bây giờ cá lên ăn rồi đó. There we go. Mà không biết sao. Mà không biết sao mình lấy mà nó tại nó cắn cả là khỏi xài. Không xài. Mình cộng với vụt mà. Cái bà chỉ không? Mình cắn cả mình lấy cái đồ này, mình lấy vàng được. Giờ câu cá, giờ được coi phá bông nữa nha. Cá bắt đầu lên rồi đó. Bây giờ là nước cao, nước rồng. Dạ. Yeah. Oh my god, sushi is so pretty. Trời, bữa nay làm gì bắt dữ vậy? Xíu rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Wow. No, that's a frozen mackerel. That's a babe. That's a babe. Oh, okay. But I don't have to work still. Nah, we're going home. Bây giờ gia đình đi về. Hôm nay câu cá cũng không có được nhiều, cũng 10 con nhưng mà vui. Chủ yếu là ăn uống, rồi nói chuyện vui. Ra đây hưởng gió biển, rồi bắt đầu ngày mai đi làm lại. Nguyên tình ở Mỹ thì ai cũng đi làm, đóng tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền điện thoại, đủ thứ tiền hết trơn.
Bên đây thì ai cũng ngày nghỉ cũng kiếm cái gì là mình xả hơi, xong rồi mình đi làm lại thì cũng vui. Thì bây giờ thì hẹn gặp tuần sau để câu nữa. Cảm ơn mọi người đã coi. Đó, bây giờ lái cái xe về, cái này giống như là phố đi bộ quận nhất nha. Ai cũng tối nay đi bộ ra chơi, ăn uống nhậu nhẹt. Cái này là đại ca, này là đường của đại ca. Đó. Mình ở đây, đây thì ưu tiên cho người đi bộ lái xe. Úp hết xe kìa. Wow, trời luôn, nãy đi xong lũi cho nó xịn. Bây giờ mình về này. Mình về mấy người này mới ra chơi. Nãy đi bộ xuống không có đi lên. Cái này chơi tới sáng luôn đó. Chị này sẽ lái scooter. Ok, bye bye mọi người.